Chào các bạn, các bài tập trước cơ bản thì các bạn đã tập xong rồi. Thì trong cái bài hướng dẫn này mình sẽ hướng dẫn các bạn bốn cái bài rất là căn bản để chúng ta có thể đánh được tất cả các ngăn đàn, ít nhất là từ ngăn đầu cho đến ngăn số 12, để tạo cái cảm giác và bấm chính xác dành cho các bạn. Chúng ta sẽ bắt đầu thật ngắn gọn và các bạn hãy cố gắng tập theo bốn bài tập này thật chuyên cần nhé. Bắt đầu như sau. Bài đầu tiên chúng ta sẽ đánh theo thứ tự là 1, 2, 3, 4 các bạn, rất cơ bản. Tức là các bạn có 4 ngăn đàn liên tiếp, các bạn đặt 4 ngón tay lên. Và chúng ta sẽ đánh theo thứ tự của cả 4 ngón này. Tay phải các bạn cố gắng là đánh một phím xuống, sau đó đánh một phím lên nha. Và hãy tập theo mình thật chậm. Như sao? Sau khi các bạn đánh từ trên xuống theo thứ tự bốn ngón này rồi, từ ngăn thì chúng ta sẽ nâng lên cái ngăn tiếp theo và chúng ta đánh từ dưới lên ha. Tiếp theo các bạn sẽ nâng lên và chúng ta đánh từ trên xuống. Các bạn nhìn theo tay phải của mình, cứ đánh một phím xuống, phím lên nha. Cứ như thế các bạn sẽ đánh tới cái ngăn số 12 này. Thì đó là bài đầu tiên. Bài thứ hai chúng ta sẽ đánh cũng cái kiểu là như vậy, nhưng các bạn đánh trên một giây thôi. Và các bạn sẽ di chuyển từ cái ngăn 1 tới ngăn số 12 luôn. Chúng ta chỉ đánh như sau. 1, 2, 3, 4. Sau đó các bạn nâng lên một ngang, các bạn đánh như vậy. Cái bài tập thứ hai nó như vậy và các bạn tập trên hết tất cả các dây của chúng ta. Nhớ rằng là các bạn phải đánh thật đều nha, chứ các bạn đừng đánh như thế này. Các bạn đánh như vậy là không nên. Các bạn có thể tập chậm nhưng mà các bạn cố gắng đánh đều, ví dụ như vậy. Ví dụ như vậy chúng ta đánh hết tất cả các dây. Đó là bài số 2. Bài số 3 chúng ta sẽ đánh ngược lại. Là các bạn đánh hồi nãy 1, 2, 3, 4 luôn, thì chúng ta sẽ đánh 4, 3, 2, 1. Cái bài này nó sẽ khó hơn, mà các bạn cố gắng tập để cho cái ngón tay của chúng ta nó quen ha. Thì chúng ta sẽ đánh từ ngăn 12, chúng ta đánh ngược lại ha. Các bạn đánh như thế nào? 12 này ha. Chúng ta sẽ kéo xuống một ngang và các bạn phải đánh ngược từ trên đến xuống nha. Đó, và cứ như vậy các bạn đánh xuống tới đầu cần đẹp. Thì cái bài số 4 của chúng ta là các bạn cũng đánh như vậy, nhưng các bạn cũng đánh ngược trên một giây mà thôi. Chúng ta sẽ ví dụ như sau. Các bạn kéo xuống 1 ngàn ha. Xuống 1 ngàn nữa. Cứ như vậy thì các bạn tập trên hết các dây khác. Thì với 4 bài tập này nó sẽ giúp cho các ngón tay của bạn, dù các bạn mới tập, dần dần chúng ta sẽ bấm được chính xác từng cái nốt trên dây đàn này. Và tiếp theo, với những bài tập tiếp theo chúng ta sẽ luyện ở cái mức độ khó hơn. Còn ở cái bài tập này, nó sẽ giúp các bạn tập thường xuyên trong vòng 1 tuần thì chắc chắn là các bạn sẽ tiến bộ rất là nhiều. Do đó hãy cố gắng tập thật chậm.
Và nhớ là nếu các bạn đánh sai hãy sửa ngay chứ đừng bỏ qua nha. Ví dụ các bạn đánh có một vài nốt bị tịch theo kiểu như thì các bạn đừng bỏ qua, các bạn phải đánh lại. Dĩ nhiên khi các bạn tập từ từ nó sẽ đạt đến tốc độ đó. Và khi các bạn có thể đánh từ ngâm 12 lên ngâm 1 và ngâm 1 đến ngâm 12 mà không bị vấp gì cả thì chắc chắn đó sẽ rất là tốt cho sau này các bạn có thể bấm hợp âm hay là đứng ta đánh phím chính xác được. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo nhé. Hãy nhớ subscribe, like và comment ủng hộ mình nhé. Xin chào.